Rồi xin chào các bạn ha. Thì lần đầu tiên con Nguyên xin gửi lời cảm ơn cho các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh. Thì hôm nay mình có mà quay một số mặt hoa các bạn. Này là cúc tiên ong 7 tầng ha, cũng đẹp ha. Rồi cúc 45. Thì cũng là đây là cúc 45 nè các bạn. Đó thì nhân tiện vừa có một cái cây mai ghép cúc 2 tầng ha. Thì bông nụ rồi bông búp rồi nó cũng khá là ok, đeo rất là kín ha các bạn, thấy không? Đó, thì hôm nay là cây này cũng chưa có uống luôn. Đó, các bạn có thể lấy về lấy bo thì ghép nè. Một nè, một nhánh nè, hai nhánh nè, cũng rất là nhiều và dài ha. Và cái này là nhánh thứ ba để dựng lên làm cái điểm ngọn nè. Thì cây này nói chung nó cũng khá là già và cái đế rất đẹp, mình mới vừa xả cái miếng tấn ra nè các bạn. Đó. Rồi sẵn thì giao lưu với các bạn luôn ha. Cây nói chung thì nó cũng khá là già nha. Đó, đây là tầm cũng khoảng 18-19 ha. Đó, để rồi nó rất là ok. Đó, các bạn thấy không? Đây mình cũng không có ginh vô để với bàn quay làm chi. Cứ quay để tại chỗ rồi để như thế. Anh em nào thích thì có thể liên hệ với công Nguyên để giao lưu ha. Bạn thấy không? Đây nè, nữa mình sẽ mồi xuống. Nó còn ha. Và cái bộ rễ cao cũng khoảng tầm 18. Nó còn nè, mấy con rễ nè. Bích cũng để cho. Thì sẵn thì nhân tiện ngày mới vừa xả ra thì giao lưu với các bạn luôn. Bạn nào thích thì liên hệ ha. Thì cái chậu này nuôi tầm khoảng cao khoảng 20, ngang chắc cũng khoảng tầm 30, chậu 3 ha. Nhỏ, ép lùng lực bonsai để bàn. Rất là đẹp. Thì bữa nào về uống lại hoặc là anh em nào có thể mua thì mình cũng sẽ uống giùm luôn ha. Đó. Vừa có uống cây rất là ok. Nụ đầu thì nó đầy cho các bạn rất nhiều ha. Thì cái này là cúc 2 tầng ha các bạn. Rồi sẵn này mình sẽ quay cái mặt bông cho nó xem. Mình mới vừa bẻ một cái mặt bông cúc 2 tầng nè các bạn. Đó, đây. Được, thấy không? Đây là cúc 2 tầng. Cánh lý gí rất là đẹp ha. Ở trong nó có một cái, nó sẽ nở thêm một cái tầng nữa ha các bạn. Cánh nhỏ rất đẹp. Đó, thì đây là cúc 2 tầng. Và cây này thì nói chung là khá là già nha các bạn. Khá là già. Thấy không? Xù xì. Để đồ nó ok. Đó. Bạn thấy không? Đều ha. Rồi anh em nào thích thì có thể liên hệ ha. Rồi các bạn thì mình mới vừa quay thêm cái mặt sau của nó nè, rễ đồ ok thấy không? Mặt sau thì cũng ok ra, đó. Rễ rất là cắm suốt ha. Rất là đẹp. Rồi anh em nào thích thì liên hệ ha. Đây là cây mai cúc 2 tầng. Để bàn ha. Nhỏ nhỏ cũng rất là đẹp ha các bạn. Rồi một lần nữa xin chào các bạn ha.